Tuấn Long xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Hiện nay thì rất nhiều bạn đã để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình ấy, có hỏi về nội dung biển số định danh theo mẫu mới quy định thông tư số 24/2023. Thì ngày hôm nay nhá, mình sẽ đến trực tiếp đại lý trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn. Mình sẽ xem trực tiếp gửi đến các bạn cùng tham khảo những cái biển số được đăng ký mới sau ngày 15 tháng 8 của năm 2023 tại Lai Châu mình nó sẽ như thế nào. Vì hiện nay có một số nơi đã đổi biển số theo quy định của thông tư mới như các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, rất cụ thể và chi tiết các bạn nha. Và có lẽ sớm nhất là thành phố Hà Nội, rất nhiều những chiếc xe, kể cả những chiếc xe trên 50cc cũng đã bốc được những cái biển số theo quy định mới của thông tư số 24 với hai chữ cái này đứng sau số ký hiệu địa phương đăng ký xe, như cái ví dụ mình đang để trên hình các bạn đang theo dõi 29AB24689 các bạn nha. Và không chỉ ở Hà Nội đâu mà rất nhiều các địa phương khác nhau cũng đã có những cái biển số tương tự như vậy rồi. Mình cũng đã tham khảo ở rất nhiều địa phương và rất nhiều bạn cũng đã đăng lên trên các trang mạng xã hội như là TikTok, YouTube, Facebook vân vân và mây mây. Rất nhiều những biển số có hai chữ cái như vậy, không chỉ riêng là AB mà thậm chí là HA, QA vân vân và mây mây, rất nhiều các cái biển số khác nhau các bạn nha. Nhưng đó là đúng sự thật. Tuy nhiên ấy, ở Lai Châu mình trong lúc này, và cũng rất nhiều các địa phương khác nhau, biển số được bốc sau ngày 15 tháng 8 của năm 2023 thì vẫn theo cái mẫu của quy định cũ. Và như Lai Châu mình chẳng hạn thì các bạn có thể cùng với mình nha, tiến vào bên trong đại lý, mình sẽ lấy ví dụ ở hai cái mẫu xe cụ thể là phân khúc xe 50cc và phân khúc xe từ 50 đến 175cc với hai loại biển số khác nhau để các bạn có thể theo dõi. Còn theo quy định mới là chung rồi, không phân biệt chủng loại phân khúc của các mẫu xe, đều được chung cái biển số riêng biệt chung với nhau các bạn nha. Và đây các bạn có thể theo dõi một chút trên hình mình trước đã. Những cái mẫu xe đăng ký mà vào khoảng tầm mà trước năm 2021 thì cái đăng ký xe là màu xanh này các bạn nha. Sau năm 2021 ấy, thì đã đổi lại rồi bằng những cái giấy đăng ký xe chuyển qua bằng thẻ nhựa trên nền màu vàng và có gắn mã QR bắt đầu từ năm 2021. Ở đây mình có lấy ví dụ ở hai mẫu xe, một mẫu xe 50cc của Tôn Năm này, cũng như một mẫu xe với cái phân khúc là 150cc, mẫu xe Honda Wiz các bạn nha, để các bạn có thể theo dõi được kỹ hơn, chi tiết hơn, cũng có sự thay đổi. Và tí nữa thì mình cũng đăng lên cái đăng ký mới của năm 2023 này, nó cũng vẫn giống tương tự như những cái đăng ký từ năm 2021 trở lại đây thôi. Đây các bạn có thể theo dõi trên màn hình này, đây là cái biển số của mẫu xe Way 50cc được đăng ký sau ngày 15 tháng 8 năm 2023 với ký hiệu là AA các bạn nha. Lai Châu mình là ký hiệu AA rồi. Để các bạn có thể theo dõi kỹ nhá, nó có sách mách có chứng luôn. Đây là cái đăng ký xe này, các bạn có thể nhìn cận cảnh nhá. Và được đăng ký vào ngày 30 tháng 8 của năm 2023, 15 ngày, 2 tuần sau mới có được đăng ký. Mình cũng đã đăng lên sớm nhất để các bạn có thể tham khảo, với cái biển số đăng ký là 25AA05544, cũng khá là đẹp luôn. Và đi cùng với đó, đây là một mẫu xe được liên doanh lắp ráp trong nước đến từ hãng Halim. Đây là phân khúc 50cc, chiếc xe Way 50cc các bạn nha. Đây các bạn có thể nhìn cận cảnh và chi tiết để có thể tham khảo. Hiện nay ở đại lý đang có rất nhiều những cái mẫu xe 50cc đây, các bạn có thể theo dõi này. 16 tuổi chưa có bằng lái xe, hoàn toàn có thể điều khiển những mẫu xe này. Và hiện tại ở Lai Châu mình thì vẫn đang cấp biển với biển số AA, nó sẽ có sự khác biệt nha so với các tỉnh thành khác trên cả nước, lưu ý các bạn như vậy. Với đầy đủ các cái hãng khác nhau như Victoria, Alpha 50cc như các bạn đang theo dõi, màu sắc màu đỏ này, đi cùng với đó là cặp vành đúc. Còn những cái mẫu xe Halim như cái ví dụ mình vừa đăng lên để các bạn cùng tham khảo rồi đấy, sẽ có cái biển số là 25AA05544 đấy, vẫn giữ nguyên các bạn nhé. Về cơ bản thì sau ngày 15 tháng 8 của năm 2023, biển số tại Lai Châu mình vẫn đang được ký và giữ nguyên. Bốc biển thì vẫn tương tự, bốc biển thì vẫn như cũ thôi, nhưng sẽ cấp cái biển số vẫn là AA để phân biệt giữa hai cái phân khúc là 50cc và từ trên 50cc đến 175cc. Còn rất nhiều các cái mẫu mã của các cái mẫu xe Way 50cc để các bạn có thể theo dõi này. Thiết kế thì tương đồng với những cái mẫu xe Honda Way Alpha, kiểu dáng thiết kế từ năm 2016 trở về trước.
Với mức thao nhiên liệu chỉ 1,248 lít trên 100 km cũng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, vì cục máy của xe là cục máy 50cc thôi. Mình có thể nói thêm một chút các bạn nhé, để thông qua video ngày hôm nay các bạn có những cái dẫn chứng cụ thể thôi, cũng như nhìn ngắm qua để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua trong cái thời điểm bắt đầu bước vào năm học mới này rồi, các bạn có thể có cho mình cái sự lựa chọn ở những cái mẫu xe 50cc này. Chỉ cần đổ xăng là chạy thôi, không cần bằng lái xe, còn đăng ký thì vẫn bình thường và như cũ. Rồi tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua một mẫu xe nữa với biển số 25B1 các bạn nha, là Phong Thổ, huyện Phong Thổ, với biển số 08897. Nó có sách mách có chứng luôn. Đây các bạn có thể theo dõi bằng cái đăng ký hiện tại, đăng ký mới rồi các bạn nha, nền màu vàng này. Từ 2021 trở lại đây là những cái đăng ký này hoàn toàn mới rồi, có thêm mã QR phía bên góc bên kia. Biển số đây 25B1 08897, chiếc xe Honda GoodFi, các bạn có thể theo dõi cận cảnh và chi tiết. Màu sơn đen. Xe hai bánh từ 50 đến 175 cm khối. Và dung tích xi lanh của cái mẫu xe Way Redix này là 109 cm khối các bạn nha. Cụ thể luôn, nó như nào, có như nào, mình nói như vậy để các bạn có thể tham khảo. Hiện tại thì mẫu xe Honda GoodFi đang có mức giá bán cực kỳ tốt trong thời điểm hiện tại cho những bạn nào quan tâm muốn tìm mua. Và các cái mẫu xe khác nữa, từ Honda Way Alpha trở lên đến các cái mẫu xe như Vario này, SH này, 160cc cũng đều hiện tại ở Lai Châu mình vẫn đang cấp cái biển số tương tự những cái biển số cũ thôi. Sẽ có ký hiệu cả chữ và số. Các bạn lưu cho mình như vậy để phân biệt với dòng xe 50cc. Còn sau này thì mình không biết các bạn nha. Bước sang tháng 9 thì sẽ như thế nào thì mình không biết. Nhưng hiện tại đăng ký ở trong thời điểm biển số định danh đang được áp dụng từ sau ngày 15 tháng 8 của năm 2023 thì ở Lai Châu mình, cụ thể luôn để các bạn có thể tham khảo, thì vẫn tương tự như cũ, không thay đổi gì cả. Nhiều địa phương cũng vậy, rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình cũng tương tự như vậy, nên mình có hơi lăn tăn phân vân nên ngày hôm nay mình đến trực tiếp đại lý để có thể gửi đến các bạn những cái biển số mới nhất để các bạn có thể tham khảo. Lý do thì mình chưa thể giải thích được là tại sao ấy, địa phương này làm mà địa phương kia chưa làm, mà có thể là ở những cái khu vực địa phương lớn, tỉnh thành lớn được áp dụng trước, sau đó thì mới áp dụng đồng loạt ở các cái địa phương tỉnh này khác. Có thể là mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà các bạn như thế nào, các bạn cứ thoải mái để lại bình luận ở phần nhận xét các bạn nha, để chúng ta cùng nhau hoàn thiện hơn cho video tập 5. Bởi những cái nội dung này thì trong thông tư không nói rõ về những cái gì cả, quy định như nào về thời gian phải áp dụng như nào cả. Nhưng mà mình thì mình muốn đăng lên để các bạn có thể tham khảo thêm thôi. Rất cụ thể và chi tiết như vậy. Đó là toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay mình muốn đăng lên để các bạn có thể theo dõi một cách cụ thể. Rồi, cảm ơn rất là của mình. Nếu mà các bạn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.